Biết sống là biết sống thế nào là biết chết. Biết chết là thế nào, biết chết là bất cứ giây phút nào chúng ta cũng có thể chết được. Vì bất cứ giây phút nào chúng ta cũng chết được thì tất cả những tranh giành, tranh luận, thù ghét, hận thù, tranh chấp, giữ vững lập trường, tự cho mình quan trọng nhất, tất cả những cái đó nó mất đi hết. Bởi vì trong một giây trước khi chết thì chúng ta không có mang gì đi theo được hết. Không có tiền tài, tiền bạc, con cái, vợ chồng gì được hết. Mà lúc đó chúng ta chỉ mang vài ba câu, giống như là niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lúc gần chết rồi, lúc đó chúng ta không đủ bình tĩnh để mà chúng ta trì chú Đại Bi. Đại Bi thì dài hơn, chứ chưa nói chú Thủ Lăng Nghiêm. Nhưng mà nếu mà chúng ta có tu hành đàng hoàng, lúc đó chúng ta đủ tỉnh táo để trì chú Đại Bi càng tốt. Thì chúng ta lúc đó chúng ta niệm Phật hoặc đọc những câu thần chú, thì cái tâm hồn chúng ta, mà lúc chúng ta sắp chết mà chúng ta muốn đi đâu thì chúng ta sẽ đi ngay lập tức chỗ đó. Mà làm sao mà muốn được đến chỗ mà Tây Phương Cực Lạc? Bởi lúc đó chúng ta nhiều khi chúng ta sắp chết, chúng ta không có muốn đi đến Tây Phương Cực Lạc, mà chúng ta muốn ăn thịt heo, hoặc là muốn ăn thịt bò, hoặc là lúc đó chúng ta muốn trả thù một người nào đó, hoặc là lúc đó chúng ta sợ hãi người ta sẽ lấy kho tàng hay vàng bạc của mình bỏ đâu đó, hay là bất cứ cái gì đó, cái ý tưởng mà nó hiện đến mình làm chủ không được. Có những lúc mình bị mà thác loạn, tâm hồn mình không định tĩnh thì mình không làm chủ được tư tưởng của mình, không làm chủ được tư tưởng của mình. Tư tưởng nó đến và mình là nạn nhân của tư tưởng đó. Mà muốn tư tưởng nó đến, mà cái tư tưởng đó đưa mình đến chỗ tốt, thì cả đời mình phải cố gắng nhìn nhớ về cái tốt. Chẳng hạn nếu mình nhớ Phật suốt ngày thì khi mình chết mình thấy mình sẽ nhớ Phật, mình thấy Phật. Còn mình nhớ tiền, nhớ bạc suốt ngày thì chết nhớ tiền, hay là hoặc là mình hận thù người nào đó, mình muốn trả thù người đó cho được. À, thì tháng này năm nọ, ngày tháng nọ mình cứ nghĩ đến chuyện trả thù, thì tất nhiên khi chết chỉ nghĩ đến chuyện trả thù. Còn ham tiền ham bạc thì trước khi chết cứ sợ mất tiền mất bạc, thì lúc đó là đâm ra hận. Mà khi mà chết mà bắt đầu giận một tí thì đi xuống địa ngục ngay lập tức, đầu thai ba con số liền. Thật ra khi mà chết không giận, không hờn, không thù, không khét, mà lúc đó chỉ muốn nhận vãng sinh. Mà muốn vãng sinh làm sao muốn? Cái muốn làm chủ mình chứ mình không, lúc đó mình không có tự nhiên mình muốn được. Tự nhiên quá, bỗng nhiên mình thấy mình thành khác. Mình thấy mình khát nước, mình muốn uống nước gì đó, nước Coca-Cola, nước đường, nước ngọt, tức là mình tham một cái gì đó. À, hay là mình muốn ăn một cái gì đó. Hay là mình muốn nhớ tới cái gì đó, mình nhớ mình chưa đánh trả được người đó, mà chưa thắng thế được, hay là mình chưa giành được cái nhà đó, cái xe đó, này kia vân vân, hay mình chưa để được gia tài cho ai đó, lúc đó mình sợ hãi. Mà trong cái trạng thái sợ hãi đó thì mình sẽ đầu thai xuống súc sinh, hoặc là ngạ quỷ, hoặc là địa ngục. Còn bởi thế thành ra là khi mà mình tu, là tức là mình tập để mà mình cái ý tưởng mình hướng thường xuyên đến một chỗ nào đó. Cha mình niệm Nam Mô và Phật suốt ngày hoài, lúc đó khi trước khi chết tự nhiên cái không muốn niệm Phật, cái tự nhiên cũng niệm Phật Nam Mô gì là Phật. Ví dụ mình cứ tụng thần chú Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, lúc đó không muốn tụng, không muốn nói gì hết đó, thì tự nhiên cái chú hiện về, tự nhiên mình tụng. Hay là 10 cái nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát tự nhiên về, hay gọi là chú Đại Bi, tự nhiên mình lúc đó là nơi trú ẩn an toàn nhất đó. Thì là nó mỗi giây phút vô cùng quan trọng. Bây giờ trở lại cái vấn đề, do đó nên mà sở dĩ tôi bắt đầu hơi dài dòng một tí là vì qua lời giới thiệu của Thượng Tọa Viên Lý. Nhưng mà lời giới thiệu đó thì xin quý bác, vì lòng ưu ái của Ngài, của Thượng Tọa Viên Lý, thì Ngài lúc nào cũng là từ bi. Và tôi cũng được may mắn trong cuộc đời tôi, trong mấy chục năm cuối cùng đây, ít nhất cũng 15-16 năm, từ lúc bên Pháp qua bên Mỹ này, tôi như là sống thường xuyên bên cạnh thầy Viện Lý. Từ chùa Việt Nam Los Angeles đến chùa Em Ra đến đây gần mấy 55 năm, thì tôi thấy Ngài luôn luôn là một cái bậc dầu bậc của bậc tăng trẻ, nhưng mà giới hạnh rất là đầy đủ, tất cả rất là khó khăn trong một cái nước, một xã hội như thế này, mà Ngài giữ hết tất cả những giới luật rất nghiêm mặt, nghiêm cẩn. Đó là cái gương rất là sáng, mà Ngài là về kinh điển, Ngài quyên bác tất cả. Vậy thì tôi mới gần đây tôi mới thưa Ngài, xin thầy Viện Lý dịch cho một quyển kinh. Nhưng mà thầy giờ đang bận về Ngài Long Thọ. Bởi Ngài Long Thọ là một giống như vị Phật thứ hai, là một vị tổ lớn nhất của Đại Thừa Phật Giáo,